thế giới siêu xe ngày càng trở nên thú vị hơn với những động cơ mạnh mẽ, hứa hẹn khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc và thậm chí có thể đạt được tốc độ tối đa gần như tức thời. Sau đây xin mời các bạn cùng Top World tìm hiểu về top 5 chiếc xe có động cơ mạnh nhất. Vị trí thứ nhất là chiếc Seri Max C2 có công suất 1914 mã lực. Trong quá khứ, Rimac Automobili đã từng sản xuất mẫu xe chạy điện Concept One, được tuyên bố là chiếc xe điện nhanh nhất thế giới vào năm 2013. Sau 5 năm, Rimac tiếp tục cho ra mẫu xe kế nhiệm với tên gọi Rimac C2. Tuy nhiên, Concept One chỉ tạo ra 1.224 mã lực. Các kỹ sư của Rimac đã nâng cấp C2 lên 1.914 mã lực và có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,85 giây. Số lượng sản xuất chỉ giới hạn chỉ 150 chiếc, mỗi chiếc có giá 1,9 triệu USD và đã được bán hết. Vị trí thứ hai là chiếc xe Bugatti Chiron Super Sport 300+, công suất 1.578 mã lực. Bugatti vốn là hãng xe thiên về tốc độ và công suất. Chiron Super Sport 300+ không chỉ mạnh mà nội thất còn sang trọng. Xe sử dụng động cơ 8 lít V16,4 bộ tăng áp, sản sinh 1.578 mã lực và mô men xoắn 1.599 Nm. Bugatti cho biết, Chiron Super Sport 300+ tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 490 km/h. Giá của mỗi chiếc Super Sport 300+ vào khoảng 3,9 triệu USD và chỉ sản xuất 30 chiếc bắt đầu từ 2021. Vị trí thứ 3 là chiếc xe Koenigsegg Rerer có công suất 1.500 mã lực. Rerer trở thành kiệt tác của Celtrian Koenigsegg do mẫu xe có độ phức tạp cao, nhanh và đắt tiền. Động cơ của xe là loại 5 lít V8 tăng áp kép, kết hợp với 3 động cơ điện, cho ra tổng công suất lên tới 1.500 mã lực, đi kèm là hộp số vô cấp. Rerer có giá khoảng 1,9 triệu USD. Vị trí thứ tư là chiếc Altimerger S có công suất 1.200 mã lực. Altimerger S có thiết kế ngoại thất như những chiếc xe đua, nhưng lại có thể di chuyển hợp pháp trên đường phố. Động cơ của chiếc xe là Chevrolet LT5V8, tạo ra công suất lên tới 1.200 mã lực, đi kèm trọng lượng vào khoảng 949 kg, do đó xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,3 giây. Mỗi chiếc Altimerger S có giá khoảng 66.500 USD, ngang một chiếc BMW M3. Vị trí thứ 5 là chiếc xe Zenvoteur SS có công suất 1.177 mã lực. Zenvo là mẫu xe mang tính khí động học cao khi sử dụng cánh gió cỡ lớn phía sau, với hai bộ truyền động thủy lực có thể điều chỉnh dựa theo góc lái. Nói cách khác, cánh gió sẽ tự động điều chỉnh theo vô lăng khi vào cua và theo tốc độ của xe. Động cơ là loại V8 5,8 lít dựa trên máy của General Motors LSX. Mỗi chiếc Zenvoteur SS có giá khoảng 1,6 triệu USD. Các bạn vừa xem xong bảng xếp hạng top 5 chiếc xe có động cơ mạnh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên bấm đăng ký kênh và chia sẻ ý kiến của bạn phía dưới video.